Xin anh em, mình đang có trên màn là những chiếc Galaxy S9 Line New của Hàn Quốc anh em nhá. Hiện tại những chiếc máy này đang rất là rẻ rồi, chỉ hơn 6 triệu thôi là anh em có thể sở hữu được một chiếc Galaxy S9 phiên bản Hàn Quốc và máy Line New. Line New là phiên bản đẹp xuất sắc ấy, đẹp như mới luôn đấy anh em. Thì anh em đi mua máy hiện tại bây giờ cứ đẹp anh em thích, và tất nhiên rồi người bán người ta cũng thích có đẹp để bán, nhưng rất dễ dính phải máy dựng khi anh em có yêu cầu là máy đẹp. Cũng như một lần thôi, hôm nay mình sẽ làm một clip để hướng dẫn anh em cách chọn mua được chiếc cái S9 này một cách chuẩn nhất nhá, cách đơn giản nhất để chọn một chiếc máy chuẩn nhất, cũng rất là nhanh thôi, chỉ tầm khoảng vài phút thôi, anh em chú ý xem nhá. Vẫn như một lần, việc đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem về vỏ trước, bởi vì chúng ta cầm trên tay và cái vỏ là cái đập vào mắt đầu tiên, và ngay cái vỏ là chính là cái mà hay bị dựng nhất khi mà nó đã quá là cũ. Khi mà đã 2 năm và nó quá là cũ và người ta đang cần rất là nhiều hàng, người ta bán, người ta sẵn sàng, người ta có thể mông má và làm lại những chiếc S9 này đến tay anh em luôn. Những chiếc mông má thì chắc chắn sẽ không bao giờ ngon bằng những chiếc mà máy chính hãng và máy chuẩn từ hãng Samsung người ta bán ra, đúng không anh em? Đó, thì bây giờ chúng ta cùng nhìn vào vỏ này. Chúng ta có thể nhận thấy ngay những chiếc S9 này rất là màu sắc, rất là nổi bật luôn. Thì bên này mình có một cái là màu nâu đỏ, màu đỏ đun anh em nhá. Màu này là màu ra sau, màu phiên bản giới hạn, phiên bản limited ấy. Còn đây đó là màu xanh nước biển này. Và đây nó sẽ là màu vàng, nó cũng hơi hồng hồng. Và hơi hồng thì hiện tại màu này là màu rẻ nhất này. Và nó còn có hai cái màu nữa. Ba cái màu nữa anh em ạ, ba cái màu nữa là gồm có một cái màu đen. Màu đen đen xì đấy, một cái màu là màu titan, nó hơi bạc bạc, cái màu đấy thì khá là hiếm, ít khi mình nhìn thấy lắm. Và một cái màu cũng tương đối là nhiều, đó là màu tím. Nhưng hiện tại mình chỉ còn ba cái màu thôi. Và hôm nay mình chỉ có ba cái màu này, cứ những màu khác anh em cứ tương tự xem như vậy thôi. Ba màu này cho anh em xem nhá. Thì anh em có thể nhìn thấy một cách rất đơn giản, đó là những chiếc Galaxy S9 này đều giống những chiếc Galaxy S9 của Việt Nam. Đó là chỉ có chữ Samsung ở đây thôi, đúng không anh em? Chỉ có chữ Samsung ở đây thôi nhá. Chúng ta cùng xem về đằng sau trước. Đó, chỉ có Samsung ở đây. Và S9 thì khác, S9 mà lướt ở cái là nó sẽ có một camera và phím cảm biến vân tay ở dưới này, cảm biến đo nhịp tim các thứ thì nó sẽ nằm ở này và đèn flash. Anh em chú ý như vậy nhá, chứ không có hai camera. Và rất may một cái điều là những sản phẩm bị làm nhái mà hay được quảng cáo là Samsung Galaxy S9 bản Singapore ấy, thì đa phần nó làm nhái bản Plus, chứ nó không làm nhái bản S9 thường này. Mình chưa nhìn thấy bản S9 thường này, cũng nghĩa là nó làm nhái cái bản có hai camera ấy. Đó, thì S9 thường này chúng ta nên nhớ là nó chỉ có một camera thôi nhá. Còn S9 Plus thì mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em sau. Đó, thì bây giờ chúng ta cùng xem soi rõ về sau mặt sau lưng để chúng ta có thể nhận biết được cái sản phẩm chúng ta đang cầm trên tay ấy, nó là cái sản phẩm tốt hay là không, nó là sản phẩm là chuẩn hay không. Thì cũng đơn giản thôi, nhưng những chiếc Samsung khác khi Samsung người ta bán ra bao giờ người ta cũng sẽ in email ở sau lưng máy. In email ở sau lưng máy ở cái khu vực dưới này anh em này. Có một số nhà mạng trên thế giới thì nó sẽ không in, nhưng nó sẽ in một cái dãy số khác mình có thể tra được email. Nhưng đây là mình đang hướng dẫn anh em bản Hàn Quốc, và bản Hàn Quốc bao giờ cũng in email ở sau lưng, và email nó sẽ trùng với máy anh em nhá. Đó, anh em có thể nhìn này. Bây giờ mình sẽ nhặt một chiếc máy lên, một chiếc máy màu xanh này có thể dễ nhìn. Những sản phẩm này đều là lưng bằng kính và rất là bám vân tay. Đó, thì mình sẽ lau một sạch một chút để cho anh em dễ nhìn nhá. Đây anh em có thể nhìn thấy không? Nó nằm ở khu vực dưới này này, nó nằm ở khu vực cách đáy của chiếc máy khoảng 1 cm. Anh em có thể nhìn thấy tên mã đầu tiên, nó là sẽ là tên mã sản phẩm. Mã sản phẩm đến từ Hàn Quốc bao giờ nó sẽ là SMG960N. Mã của sản phẩm S9 nói chung nó sẽ là G960. Bản Việt Nam thường thường nó sẽ là FDS. Bản quốc tế đấy, quốc tế ở Việt Nam ấy, bản Mỹ nó sẽ là U và U1, và bản Hàn Quốc nó sẽ là N anh em nhé. Bên cạnh tên mã nó sẽ là ký tự, một số ký tự Hàn Quốc. Bản thân mình không biết tiếng Hàn Quốc là mình chả biết nó viết cái gì cả. Tiếp theo đó đến một cái dãy mã gì đó cũng không quan tâm, mình cũng không quan tâm nó là cái gì. Và cuối cùng nó sẽ là dãy số email ở đây. Bây giờ anh em đi mua máy, anh em nhìn kỹ dãy số email này, và sau đó chúng ta sẽ soi vào trong máy xem trên main, trên máy, trên trong máy nó có trùng với bên ngoài này hay không. Nếu có nhưng không trùng thì chắc chắn là một điều lắp lưng không phải lắp lưng xịn theo máy rồi, không phải lắp lưng xịn của cái main rồi, mà nó là lắp lưng đã được thay nhưng cũng là lắp lưng xịn. Anh em lưu ý một điều nhá, là cái dãy số này nó in rất đẹp mà cũng hơi khó nhìn đấy, nó cũng khá là khó nhìn mà thằng nét nó rất là mảnh. Thường thường những cái lắp lưng mà người ta in lại, người ta bắn lại ấy, thì nét chữ nó to hơn và lại còn dễ nhìn cơ. Nó còn dễ nhìn hơn những chiếc xịn này. Những chiếc này khó nhìn lắm. Anh em nhìn kỹ hoặc có ánh sáng rất là tốt thì chúng ta mới nhìn thấy. Nó rất là mảnh, nó rất là mảnh, và nó nằm bên dưới nhá, nó nằm bên dưới kính chứ không phải là nằm bên trên mặt kính này đâu anh em nhé. Kể cả chiếc Samsung này vậy này. Chiếc Samsung này bao giờ cũng sẽ có màu bạc. Đó,
Đó là cái vấn đề mình xem sau lưng nó cũng đơn giản thôi đúng không anh em. Nhìn kỹ lại cái phần camera một lần nữa thì cái lòng camera nó sẽ là màu đen nhé. Nó sẽ là màu đen chứ nó không theo cái màu của lưng máy giống như chiếc Note 9 đâu anh em nhé. Nó sẽ là màu đen này. Và anh em soi kỹ xem có bụi không. Soi kỹ có bụi không, nếu có bụi, bởi vì sản phẩm này là sản phẩm chống nước nên rất khó vào bụi bên trong. Anh em lưu ý là rất khó vào bụi bên trong nên có bụi anh em bỏ luôn nhá. Chúng ta cũng nên xem kỹ xem cái viền của kết, cái viền kết giữa cái lắp lưng này và cái khung nó có sát hay không. Bởi vì đây là những sản phẩm chống nước, những flagship của Samsung nó làm rất là hoàn hảo luôn. Anh em soi thật kỹ nha, nó làm rất là sát, không có bị dơ đâu. Anh có thể dùng tay bóp một chút nó không bị dơ, bởi vì dơ là sẽ không chống nước nữa. Và nhìn kỹ nó không có keo, tuyệt đối không có keo anh em nhé, có keo là chết dở đấy, giá lại rồi. Và đặc điểm lưu ý dưới này anh em này, anh em có thể soi thật kỹ dưới này xem nó có bị chóc sơn hay gì không, bởi vì thợ anh em thợ làm là hay nhét cái dao lam vậy lắm, để bậy lắm đó. Anh em nhìn kỹ nha, thợ khéo tay thì không bị đâu, nhưng cứ nhìn kỹ một lần chả tội mất gì không nhìn đúng không. Đây là cách đơn giản chúng ta xem lắp lưng thôi, chiếc máy màu nào cũng thế thôi. Đây là một chiếc máy màu đỏ này, phiên bản limited này. Đó, anh em có thể nhìn đây rất là đẹp đúng không, cũng soi tương tự như vậy thôi. Màu vàng hồng này cũng thế, đây là màu vàng nhưng mà nhìn cũng có nét màu hồng anh em ạ. Và những cái màu khác cũng vậy thôi, anh em cũng soi sau lưng như vậy, bởi vì là cầm trên tay chiếc máy phát là nhìn đập vào mắt anh em là cái màn lưng đúng không. Những thông số như vừa mình nói là ok thì anh em tiếp tục đến soi cái viền. Thì ở đây mình cũng nói là mình bán những sản phẩm là bản line new đẹp như mới luôn, thì anh em cũng nên xem nhá. Ngay trên cùng là anh em có thể nhìn thấy, nếu nó còn siêu thì cũng càng tốt rồi, nếu không còn siêu thì cũng không sao, nhưng nó phải đẹp. Và anh em lưu ý nếu mà nó có một cái tem nhỏ nhỏ ở đây, tem ni lông mà nó có chữ Quadcom ấy thì bỏ. Bây giờ anh em nào xem clip này của mình và phát hiện ra chiếc máy mình đang bán ấy, anh em thợ ấy, mà nó có chữ Quadcom này, anh em có thể bóc đi, bởi vì là chỉ những sản phẩm của Hàn Quốc, những sản phẩm của Nhật Bản và Mỹ thôi nó sử dụng chiếc Quadcom, mà nó sẽ dán tem báo là đây sử dụng chiếc Quadcom ở chỗ này. Còn nếu có Hàn Quốc mà dán đây thì cái khung xương đấy cũng là khung xương xịn của S9, nhưng mà là khung xương của một chiếc máy Mỹ hoặc là một chiếc máy Nhật Bản anh em nhá. Anh em lưu ý là sẽ không có cái tem Quadcom ở đây mới là chuẩn nhá. Đấy, tiếp đó chúng ta soi cùng viền. Đây là những chiếc máy line new bên mình đang bán, rất là đẹp luôn anh em ạ. Nó không có một cái gọi là cấn hay móp gì cả, thậm chí chóc sơn mình cũng không có luôn. Mình lựa rất kỹ. Nhưng một điều là anh em xem nó cũng phải có vết sử dụng rồi. Đó, những cái vết chày nhẹ nhẹ như thế này này. Đấy, chảy như nhẹ này thì mới là xương chuẩn. Sợ nhất là rất là đẹp nhưng nó lại phun lại anh em ạ, thì cũng rất là nguy hiểm. Xem phun lại thì cũng đơn giản thôi, thường thường nước sơn phun lại nó sẽ rất là trông rất là giả, và nó sẽ xoay như này anh em nhé. Anh em có thể nhìn những cái điểm kết nối của khu vực anten này không, những cái này là những cái mà người ta làm anten của sóng điện thoại đấy hoặc là anten wifi đấy. Đấy, anh có thể nhìn thế này, những cái khu vực này ấy, thì thường thường ấy nó sẽ rất là sát với lại cả khung. Nó là nhựa nhưng anh em có thể vuốt tay vào này, nó rất là sát luôn, nó không có độ gồ ghề, hoặc là anh em nhìn kỹ nó không có một cái vết hở nào luôn, nó cực kỳ khít luôn, cảm tưởng như chúng ta đang dán vào miếng nhựa lên trên anh em nhé. Nếu trong trường hợp anh em nhìn thấy nó dơ hoặc là nó tràn tí sơn ở đây thì chắc chắn những sản phẩm đấy đã được sơn lại viền rồi. Sơn lại viền thì thôi cũng bỏ luôn, bởi vì nó được mông má lại mình không thích lắm đúng không anh em. Và anh em nhìn có thể nhìn thấy khu vực khai sim này nhé, khai sim là rất là đều màu này, khai sim đều màu, khai sim này có thể là mình là mất và khai sim khác thì nó màu nó lệch lệch đi thì cũng không sao, bởi vì trường hợp đấy cũng có thể xảy ra đấy, nhưng mà cũng đều màu thì càng tốt. Đấy, các nút bấm này anh em có thể nhìn rất đều màu này, anh em có thể lay này, nó không quá là dơ, mặc dù đây là những cái nút mà là rồi mình cũng phải có độ bấm được nhưng không quá là dơ, và anh em bấm thật là chắc nha, rất là chắc và đồng đều nhau, chứ không phải có một nút nào thì lì mà nút nào thì bấm nảy nhá. Anh em có thể thử tất cả đều nảy và tất cả đều không có độ dơ. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Bên này nó là hai phím volume và phím mic mic, bên này nó là phím nguồn, anh em đều thử như vậy thôi. Đó, tiếp đó chúng ta sẽ kéo xuống phần khu dưới. Khu dưới này là bao gồm tất cả cổng kết nối và loa mic đều nằm ở dưới này hết. Thì sản phẩm Galaxy S9 sử dụng cổng kết nối là USB Type-C anh em nhé. Thế nên anh em nhìn nó là Type-C này và nó nên có vết sử dụng một chút, có nghĩa là bên trong nó bụi bụi, không nên mới quá. Nó bụi bụi một chút, nó bẩn bẩn một chút, không sao. Miễn là nó đã đúng là Type-C và được sử dụng rồi. Bên này nó là jack cắm 3.5 của tai nghe, cũng như vậy cũng có vết bẩn bẩn một chút, sử dụng rồi là ổn. Bởi vì là chúng ta rất sợ các sản phẩm chân sạc rất là mới mà máy kiểm tra sản xuất lâu lâu rồi ấy. Thì những sản phẩm đấy rất không phải, nếu mà được hàng trả bảo hành hay là hàng máy mới người ta ít dùng thì cũng không sao, thì cũng rất là ngon, nhưng mà đa phần ấy nó dính vào cái hàng đã được thay chân sạc rồi.
anh em lưu ý là rất là có vết sử dụng rồi nhá. Và một điều là anh em nhìn những cái viền này, này những cái viền ở chân sạc này, những cái viền của chân sạc, những cái viền của tai nghe nó sẽ đồng đều màu với cái cả cái nhựa của khu vực anten này. Đấy, anh em nhìn này, đồng đều màu luôn, không có lệch lạc màu gì cả. Và nó cũng không phải là cái màu của cái viền này. Nếu là cái màu của viền này thì chỉ có sơn lại thôi anh em ạ. Đấy, em lưu ý như thế nhá. Tiếp đó chúng ta có thể nhìn thấy sang bên này, khu vực này nó là loa. Nó là loa ngoài đó anh em. Anh em có thể nhìn nó sâu bên trong, cái màng loa nó nằm tít bên trong trong. Nó có thể cách cái viền của chúng ta vào khoảng hơn 1mm. Chứ nó không làm đầy lên những chiếc điện thoại khác đâu nhá. Nếu cái viền này, cái màng loa nó làm đầy lên trên này thì không phải chuẩn rồi. Anh em lưu ý như vậy. Nó nằm rất sâu này. Đó là rất sâu bên trong luôn, nó cách khoảng 1mm anh em nhá. Đó là chúng ta xem về viền. Còn tiếp nữa là màn hình, cái này nó rất là quan trọng. Đây, đây là chiếc máy mình vẫn đang bật màn hình lên nhá. Còn những chiếc máy tắt thì như nào? Anh em có thể nhận thấy là những chiếc máy này đều không có in logo ở trên sản phẩm đúng không? Bắt đầu từ Galaxy S8 trở lên, màn hình luôn luôn là màu đen và sẽ không in logo của bất cứ một nhà mạng hay một thương hiệu nào vào đây, trừ những nhà mạng rất đặc biệt nhưng mà mình cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Đấy, mình không khẳng định được 100% là nó không in logo nhưng mà mình cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Thế nên mình đang nói là máy Hàn thì không bao giờ in logo hay cái gì ở trên này, anh em lưu ý nhá, màn hình chỉ là đen thôi. Đây, mình có một chiếc Galaxy S8 này, anh em có nhìn thấy này. Đó. Rất là đen luôn, không có in logo các thứ ở trên này. Và anh em lưu ý cho mình nhá, cũng là màn hình cao cấp. Anh em lên xem màn hình nó sẽ là màn hình cao cấp, là màn hình Super AMOLED và tất nhiên rồi tấm nền nó cực kỳ là đen luôn. Nó không phải là những cái màn hình LCD đâu nhá, nó không phải là những cái màn hình LCD với tấm nền rẻ tiền. Nên anh em nhìn nó rất là đen luôn, nó đen rất là tuyệt đối luôn. Mặc dù là không thể nói là nó khít với lại những cái viền xung quanh, nhưng mà anh em cảm tưởng nó gần như là khít với cái viền xung quanh đấy. Đây đơn giản nhá, đây đơn giản là chiếc Galaxy S8 này, anh em có thể nhìn thấy là nó không được đen bằng Galaxy S9 đúng không? À, anh em có thể nhìn thế này. Đó, đây là Galaxy S8 này, đây là Galaxy S9 nhá. Đằng sau nó khác nhau một chút như này này. Đấy, thay vì vân tay nó nằm bên cạnh thì nó giờ xuống dưới này. Đó, kích thước thì nó xem nhau thôi. Bỏ là mình đang sử dụng chiếc này anh em ạ, đây là chiếc máy của Nhật này. Đó. Và chúng ta nên xem thật kỹ những cái khu vực xung quanh cái màn hình. Đây mình nhấc lên cho anh em xem. Xem thật, soi thật kỹ những khu vực xung quanh màn hình nhá. Đó. Xem nó có bị dơ hay không. Bóp bóp cạnh đều này, xem nó có bị dơ hay không này. Đấy, và nó có bị keo không, nếu mà có một chút keo lòi ở đây ấy, thì bỏ luôn. Bởi vì mình nói thật với anh em là hiện tại giá để ép kính một chiếc Galaxy S9 nó rất là rẻ. Chúng ta vỡ kính cái loại ép thì chỉ tầm khoảng vài trăm nghìn thôi. Nhưng quan trọng là bây giờ mình đang hướng dẫn anh em cách xem máy chuẩn nhất. Thế nên anh em đi xem thật kỹ này, soi thật kỹ những cái mép của cái viền cạnh máy và cái cạnh màn hình, nó xem có tí bọt nào không. Nếu có tí bọt đấy có thể là đã được ép kính rồi. Hoặc những cạnh này có tí keo nào không, bóp nó phải thật là chắc chắn, có một chút keo chắc chắn là đã bị tháo ra rồi. Đó, anh em lưu ý nhá. Và dưới này nó sẽ không có một cái vết nào khác ngoài cái màu đen ra. Khu trên này thì anh em lưu ý này, nó có một cái cảm biến này. Ở đây nhỏ và bên cạnh nó là cảm biến bóng mắt to bằng cái camera trước chứ không phải camera trước anh em nhé. Và hai cảm biến ánh sáng nữa ở khu vực này, có nghĩa bên này nó sẽ là 4 cái ô tròn. Bên này nó sẽ là loa trong thì anh em lưu ý là cái màng loa trong nó cũng là màu đen, không phải là màu bạc và cũng không là màu gì khác mà nó là màu đen và bụi bẩn tí thì cũng không sao. Đẹp quá thì sợ đấy nhá, đẹp quá rất là sợ, nhưng bụi bẩn tí không sao, mà bám tí bớt cặn với lại cả màn hình này thì càng tốt. Bởi vì là sao? Bởi vì là mình dùng nhiều mà bụi nó bám vào, thay kính thì lột ra và sẽ không còn bám vào với nhau nữa. Nhưng còn cám thì chắc chắn là màn hình xịn và đã được sử dụng lâu rồi. Tiếp nữa là camera trước thì anh em nhìn nó rất là cân đối và nó sẽ có cái màu tím tím nhé. Nhưng nó sẽ có màu tím tím và rõ hơn những cái này. Những cái này không được rõ quá nha, những cái này rõ quá thì cũng có thể là kính đẻo rồi, không phải kính xịn anh em nhé. Những cái này nó cũng chỉ mờ thôi, không quá rõ này. Đến bên này thì nó sẽ là màu tím và nhìn rõ hơn. Anh em có thể soi kỹ, nó không có bụi, các thứ bên trong là ok. Đó là xem về hình thức thôi. Đó là xem về hình thức cũng đơn giản thôi đúng không anh em? Mình mất khoảng 5 phút để mình nhận biết được. Và tiếp theo là chúng ta sẽ xem vào bên trong phần mềm khi khởi động lên. Thì tất cả những cái chiếc máy của Hàn Quốc nó đều được xuất ra bởi nhà mạng, được bán ra bởi nhà mạng. Đó, như Korea Telecom này, hoặc là LG U+, hoặc là SK Telecom cũng đều như vậy thôi. Anh em có thể khởi động lên, nó sẽ hiện chữ Galaxy S9 ở đây đúng không? Đó,
Đây mình sẽ khởi động lại thử trước này xem thế nào. Đây, của nhà mạng là nào. Đây cũng là của Korea Telecom này. Ok, thì chiếc máy này mình đã hết pin rồi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra bên trong xem nó có đầy đủ các thông tin chuẩn hay không nhá. Bằng cách là như này, bây giờ chúng ta sẽ vào chế độ download mode bằng cách là chúng ta ấn nút nhỏ tiếng này, nút big buy và giữ nút nguồn thì nó sẽ vào một cái màn hình để vào chế độ download mode. Chế độ này là chế độ dành cho kỹ thuật viên, người ta chạy là phần mềm đó anh em. Thì anh em vào đây nhá, anh em có thể nhìn thấy toàn bộ máy Hàn Quốc, nó sẽ là chữ Hàn Quốc. Và cái màn hình này nó không sáng lắm đâu nhá. Nó không sáng lắm như màn hình của những chiếc Galaxy S7 hay là những chiếc Galaxy S8 mà nó chỉ tối tối thôi. Đây, anh em có thể nhìn thấy đây là máy của Nhật Bản và máy Galaxy S8 này, nó sáng như này này. Và chế độ download mode nó sáng như này, nhưng mà riêng chiếc S9 ấy thì nó tối như này. Em đi tối như này mới chuẩn nhá. Đó, thì mình bỏ qua cái này đi. Đây là khó nhìn lắm. Đây là bản Nhật Bản thì bao giờ là tiếng Anh, nhưng bản nước khác sẽ là tiếng Anh, riêng Hàn Quốc nó sẽ tiếng Hàn Quốc nhá. Còn máy Trung Quốc thì mình chưa nhìn thấy bao giờ. Máy Samsung xuất ra thị trường Trung Quốc, không biết là người Trung Quốc người ta có yêu cầu làm chữ Trung Quốc không thì mình không biết. Nhưng đây là Hàn Quốc, là phải là Hàn Quốc, anh em có thể nhìn thấy này. Đây là chữ Hàn Quốc nhá. Chúng ta ấn nút to tiếng để tiếp tục này. Riêng máy Hàn Quốc nó hiển thị rất là nhiều thông tin ở đây. Đó, thì chúng ta có thể nhìn thấy kỹ ở đây nó sẽ có tên mã trùng với đằng sau G960N ở đây. Đây chúng ta có thể nhìn khu vực này là khu vực Voice ID nó báo là không, có nghĩa là máy này đã chưa bị can thiệp phần mềm và còn nguyên bản của nhà sản xuất về phần mềm anh em nhé. Những cái máy này rất là tốt luôn. Còn những máy can thiệp phần mềm anh em không quan trọng, anh em mua cũng không sao cả. Đấy, nhưng mình chỉ khuyên anh em là nên chọn những cái máy chưa bị can thiệp phần mềm nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ khởi động vào bên trong để kiểm tra. Đó, khởi động bằng cách là chúng ta lại ấn tổ phím như vừa rồi thôi. Mình nhắc lại là nhỏ tiếng này, giữ big buy và nguồn. Đấy, cùng giữ. Một lúc sau nó sẽ khởi động lại. Và cũng tương tự như vậy, cứ giữ nó sẽ vào và khởi động lại thì cũng thế. Nó tắt đi, anh em bỏ tay ra là khởi động lại nhá. Thì khởi động xong nó sẽ lên một cái như thế này. Rồi, anh em sẽ vào bên trong, anh em ấn luôn cái tổ phím này cho mình. Đó là sao thăng, không sao thăng. Đó. Cái này chúng ta sẽ vào để kiểm tra được tất cả các chức năng của máy. Nhưng mà để nói đầy đủ thì rất là dài dòng. Thế nên là anh em cứ hiểu là sẽ kiểm tra được màn hình này, sẽ kiểm tra được cảm ứng này, rung này, camera, tất cả các thứ. Nhưng ở đây mình hướng dẫn anh em cách đơn giản thôi. Chúng ta sẽ kiểm tra cái cảm biến áp suất để được biết là cái áp suất nó còn hay không. Còn áp suất thì chắc chắn 8% là chưa bị tháo. Còn không còn áp suất thì chắc chắn đã bị tháo rồi, hoặc là nó quá già rồi, không sử dụng được nữa rồi. Samsung độ áp suất của nó có thể bền đến 5 năm cơ. Thế nên anh em cứ yên tâm, cứ kiểm tra áp suất đi. Chúng ta có thể nhìn thấy cái khu vực này nhá. Chúng ta sẽ ấn tay là màn hình này. Đấy, ấn thật mạnh vào có lực vào, anh em có thể nhìn thấy số 2 không? Có thể số 1, khu vực số 1 này. Đấy, mình cho lại đấy, nét lại cho anh em nhìn nhá. Đấy, mình ấn tay mạnh nhá. Các bạn có thể thấy lên 3 không? Đó, lên 3 này. Lên 3 này. Nếu nó nhảy lên như này thì áp suất của chúng ta còn, và nhảy càng nhiều áp suất càng khỏe, nhưng mà cũng không sao, cứ có nhảy được thì khẳng định là 80% là nó còn nguyên áp suất. Bởi vì bây giờ nhiều thợ người ta giá là được ấy, nhưng mà cứ kiểm tra cái này nó chẳng mất gì mà, đúng không anh em kiểm tra. Đấy, còn những thứ khác là anh em cứ tự kiểm tra nhá, mình sẽ không hướng dẫn anh em bởi vì nó quá là dòng. Ok, áp suất ok, chúng ta sẽ kiểm tra thử email. Bây giờ đến lúc kiểm tra email này, có thể kiểm tra ngay từ đầu cũng được. Chúng ta ấn đổ phím là sao thăng 06 thăng. Cái này thì máy điện thoại từ cổ chí kim đều sao thăng 06 thăng, đúng không anh em? Bây giờ chúng ta có thể xem được dãy số email đây, thì dãy số email nó bao gồm 15 số thôi. Còn cái gạch ngang 01 đây thì anh em không quan tâm. Anh em có thể nhìn thấy chỗ 1903 ở đây, và chúng ta sẽ lật cái máy lên. Lật cái máy lên ở khu vực dưới này. Nó báo trùng là ok anh em nhé, không trùng, bỏ luôn, không lấy nữa. Chắc chắn nó phải trùng, 100% nó phải trùng. Đó, trừ những máy refurbished bởi người khác, có nghĩa là refurbished bởi đơn vị thứ ba, có thể được Samsung người ta cho phép thì không sao, thì ngon. Hoặc có thể được Samsung người ta không cho phép, là những người như nào, những người thợ ở Việt Nam, các ông ấy thay vỏ cho làm mới lại. Những người thợ ở Trung Quốc, người ta làm mới lại dựng đó anh em, đó là refurbished, được thuật ngữ người ta gọi như vậy. Nếu được Samsung cho phép thì cũng ok đấy, đa phần chắc là không được Samsung cho phép đâu. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng vào bên trong phần cài đặt nhá. Vào trong phần cài đặt này, vào trong phần giới thiệu điện thoại này. Ở trên này nó sẽ báo đầy đủ thông tin, cũng thêm một số email, cũng có số email và cũng có cái tên mã là G960N. Cái này anh chỉ để xem thông tin cơ bản thôi. Nhưng cái quan trọng nhất là anh em hay cài cái phần mềm này. Hay cài cái phần mềm là AnTuTu này nhá. Cái phần mềm Phone Info thì ngày trước mình có nói đấy, tin một phần thôi, không tin được cả đâu. Bỏ qua cái máy đấy, cái phần mềm đấy, mình sẽ dùng cái phần mềm AnTuTu để mình xem cái CPU thôi. Chỉ xem một phần thôi, cũng không xem đầy đủ cả, nhưng quan trọng nhất là nó đọc ra CPU rất là chuẩn. Đó, anh em có thể vào như này. Đây là một chiếc máy của Hàn Quốc. Và anh em ấn vào phần thiết bị của tôi.
chúng ta có thể nhìn thấy lại tiếp tục tên mã là G960N nhá. Và ở đây nó sử dụng CPU là Samsung Exynos 9810. 100% những máy quốc tế được bán ra những cái nước trên thế giới và Hàn Quốc đều sử dụng chip 9810. Anh em nhé, chỉ duy nhất Mỹ và Nhật Bản sẽ sử dụng chip Snapdragon 835. À mình xin lỗi là 845 đối với Galaxy S9, 845 anh em nhé. Snapdragon 845 vì sao dân Mỹ, dân Nhật người ta lại yêu cầu? Bởi vì có lẽ là Mỹ thì là thích sở hữu chip của nó. Hàng người Mỹ thích dùng hàng Mỹ mà. Bắt Samsung phải mua chip Snapdragon 845 lắp vào máy S9 thì nó mới cho bán tại Mỹ. Và người Nhật Bản thì lại không ưa gì Hàn Quốc cả. Thế nên cũng sử dụng chip Snapdragon 845 luôn. Còn Nhật Bản nó không thích in chữ Samsung trên máy cơ. Đấy, anh em nhìn thấy không? Chỉ có chữ Galaxy này. Thế nên là nếu mà trường hợp anh em vào cái phần mềm anh em kiểm tra ấy, nó hiện chữ Quadcom 845 thì thôi anh em bỏ nhá. Những chiếc máy đấy không phải của Hàn Quốc đâu, Nhật Bản hoặc là Mỹ rồi. Hoặc là nếu nó kêu là chip CPU là MediaTek ấy, thì chắc chắn đấy là máy fake, máy nhái, không phải là máy của Samsung. Không phải, tất cả không phải đều của Samsung hết. Những cái máy đấy thì còn không có giá trị luôn, đối với bọn mình thì không có giá trị luôn. Đấy là phần máy Auto để chúng ta kiểm tra. Thì trong này chúng ta có thể xem được phần RAM. Nó sẽ đọc RAM là 6GB và bộ nhớ trong của chúng ta sẽ là 64GB nhá. Chúng ta cũng xem cái này, camera là 12 chấm này. 12 megapixel. Và bây giờ Auto nó hay có cái phần mềm của xác minh thiết bị thì chúng ta sẽ cùng vào luôn. Thì cái phần mềm cũng khá là hay và mình cũng khuyên anh em là cái này chỉ mang tính tham khảo thôi. Đó, thì ở đây nó sẽ xác minh nhá. Thì đã xác minh thông số này. CPU ok, tất cả đều trùng khớp. Thông tin mà không trùng khớp thì không phải hàng chuẩn, màn hình trùng khớp. Tất cả đều trùng khớp. Sản phẩm này của thiết bị đã trùng khớp tất cả thông số. Kỹ thuật chính thức có nghĩa là sản phẩm này nó lấy thông tin từ Samsung nhà sản xuất và nó sẽ đo trên thiết bị này có trùng khớp dữ liệu của nó hay không. Trùng khớp là chuẩn nhá, nhưng cái này chỉ mang tính tham khảo thôi. Đó, nó rất là đơn giản như vậy thôi anh em nhé. Thì ở đây là mình hướng dẫn anh em cách xem nhanh để xem nó có phải là máy chuẩn hay không thôi. Còn những chức năng cơ bản khi anh em đi mua máy thì vẫn là quay phim, chụp ảnh và vẫn là cảm ứng, anh em test tất cả các thứ là ok. Anh em lưu ý một điều là anh em test những chiếc máy này anh em nên test rất là cẩn thận về màn hình nhé. Bởi vì màn hình của chiếc máy Galaxy S9 này hay là những chiếc Samsung nói chung ấy đều rất là đắt, đều phải chiếm đến khoảng nửa giá chiếc máy cơ. Thế anh em xem và anh em test thật kỹ vào. Một lời khuyên cho anh em mua hàng online là khi mua hàng online anh em nên được đồng kiểm, nên yêu cầu được đồng kiểm để mình xem trước máy nó có tốt hay không. Mình bỏ ra 5 phút như mình hướng dẫn thôi để xem rồi hãng lấy, chứ không nên trả tiền luôn rồi về bóc ra thì rất dễ dính vào máy fake hoặc là máy bị lỗi. Và anh em nên tìm những cửa hàng uy tín để chúng ta mua online. Thì mình cũng quảng cáo luôn là bên mình cũng có bán hàng online và đối với những chiếc máy này anh em không hề phải đặt cọc và đều đồng kiểm nhé. Anh em không ưng thì anh em có thể hoàn lại bất cứ lúc nào theo như yêu cầu. Mình sẽ ship COD 2 triệu, có nghĩa là mình ship cho anh em và anh em ưng anh em thanh toán. Nếu anh em không ưng thì anh em trả lại cho mình và mình sẽ thanh toán cho anh em. Hoặc là anh em có thể đổi được máy khác theo đúng yêu cầu anh em. Về vấn đề ship COD thì cũng đơn giản thôi, anh em có thể gọi điện trực tiếp cho bọn mình, chat với cả kênh YouTube của mình vào video này, hoặc anh em có thể chat với Facebook, hoặc anh em có thể là gọi điện trực tiếp. Mình sẽ cho một đường link của Shopee để mua thì sẽ được Shopee đảm bảo rất là an toàn. Đơn giản vậy thôi. Thì anh em xem mà cảm thấy hay ấy, thì anh em chia sẻ giúp mình, cảm thấy thiếu cái gì đó thì anh em comment để bổ sung cho các bạn khác được xem. Và nếu anh em quan tâm đến kênh thì anh em cứ subscribe thì mình sẽ thường xuyên đưa những clip hướng dẫn anh em cách xem lên. Cảm ơn anh em xem clip nha. Chào tạm biệt anh em.